Hello và chào mừng 500 anh em đã đến với channel của mình. Và clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhận cái huy hiệu Subshooter một cách dễ dàng nhất. Thì cách này mình có xem qua clip của một bạn người nước ngoài có hướng dẫn rồi. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Thì anh em lưu ý rằng là nhiệm vụ này nó yêu cầu rank solo của anh em phải là rank bạch kim trở lên. Nó sẽ không liên quan tới rank đua hay là rank squad nhé. Còn map thì map nào cũng được. Này thì mình sẽ chọn map ở Eagle này. Và sau đó các bạn sẽ bay tới cuối map như mình, bay tới cuối đường bay để tí nữa sử dụng mấy ông mà AFK này làm nhiệm vụ cho nó dễ dàng. Và hãy chấm lại cái vị trí cuối đường bay này và sau đó thì bay xuống một ngôi nhà gần nhất để tìm súng. Và thêm một cái lưu ý nữa là nhiệm vụ này nó không bắt buộc anh em phải sử dụng mình sniper hay là mình dòng súng AR mà bắn chế độ single, mà nó có ghi là single shot, có nghĩa là bắn một viên duy nhất bằng một cú headshot và phải được một mạng. Cho nên là anh em phải lưu ý nên sử dụng những cây súng mà sử dụng đạn bẩy như là cây AK, DB, SKS hoặc là K thì càng tốt rồi. Tại vì sử dụng những cây súng đạn bẩy này thì đam của nó mạnh hơn những cây súng đạn 5. Một phát vào đầu mà không mũ luôn là hy sinh luôn. Lần trước thì mình có test cây M4 sử dụng đạn 5, một phát vào đầu không mũ vẫn chưa chết. Cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ, nó sẽ không thành công. Rồi, bây giờ tìm nhanh súng và tí nữa chạy ra cái chỗ mà vị trí mà mình chấm ấy để làm nhiệm vụ này cho nó dễ dàng. Lút một ngôi nhà mà không có một cây súng là hơi nhọ rồi đây. Rồi, trong này cũng không có súng rồi. Còn ngôi nhà đằng kia nữa. Kìa, chỗ kia vẫn đang còn có ba ông đang còn AFK. Ui, mình không có súng rồi. Rồi bắt buộc mình phải lại chỗ đằng kia mình bảo vệ. Bảo vệ ba cái tên AFK này. Đây có một tên đang đấm này. Giết luôn anh em ạ. Anh em lưu ý rằng là đừng có bắn nhầm vào những tên mà AFK này nhá. Tại vì bắn nhầm một viên là sẽ thất bại luôn đấy. Tự nhiên có một tên chạy mất rồi. Đậu xanh đang ba tên, tự nhiên lại có một tên chạy mất rồi anh em ạ. Bây giờ còn có hai tên thôi. Nhưng mà mình chắc chắn với mọi người rằng là các bạn làm cách này sẽ thành công luôn. Đây, trước mặt mình có tiếng chân này. À, thì ra là con bot. Bây giờ mình sẽ giết con bot này, mình xem coi có cây súng nào không. Tìm được một cây súng mà sử dụng đạn 7 ấy. Đây, như cái DB28 này. Vậy là mình đã có DB28 rồi. Rồi, vẫn đang có tiếng chân trước mặt. Giết sạch mấy con boss này để phòng nó giết mấy tên AFK của mình. Rồi. Sau đó thì anh em sẽ đo khoảng cách từ chỗ mình đứng tới hai tên AFK đằng kia bằng cách là ấn vào cái mục mà thông báo địch như này. Nó sẽ hiện ngay cái số mét ở dưới ấy. Trên 50 mét là được. Và sau đó thì bắn một viên duy nhất vào đầu như này. Lưu ý là bắn chính xác nhá, lệch một phát là làm lại đấy. Ok, và có 3 tên thì các bạn bắn 3 tên thôi. Và sau đó thì anh em quăng bom tự sát và ra nhận cái nhiệm vụ Subshooter này. Tại vì cái nhiệm vụ này nó không yêu cầu phải top 1. Đó. Và mình cũng đã hướng dẫn cho anh em cách mà làm nhiệm vụ cái huy hiệu Subshooter một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Thì mình chúc anh em thành công khi thực hiện cái nhiệm vụ này nhé. Ở đây bên trái mình này. Ui, ui, từ từ. Bình tĩnh anh ơi, làm gì mà căng. Đây đúng không? Trời ơi, làm gì đây, ok. Thì ra đứng đây nãy giờ. Chạy luôn à? Chạy đi đâu đây? À, cũng phượng à? Trời ơi, sấy như thế mà vẫn không dừng lại kìa. Ui, bị bắn. À, chỗ hòn vào rốt. Trời ơi, một phát vào người. Hình như là ca sai lần đấy sai. Wow. Anh đẩy xe lên luôn rồi. Gắt. À. Ui, tôi xong rồi, từ từ. Bình tĩnh. Này thì hổ báo này, khiếp thật đấy. Bạn này hổ báo thế. Công xe lên luôn kìa. Không thể tin được. Ui, có xe nữa này. Lại là cái tên Watt này. Đậu xanh. Ông này hơi nhây đấy, thề nãy giờ lượn nãy giờ rồi.
Ui, chạy nhanh thế. Mình lại đây mình kiếm ít đạn xanh nữa. Nhặt thêm lại lại nhặt thêm vài trăm viên nữa, tí nữa sấy bánh map luôn. Ui, bo này còn 3 người. À, mình sẽ lại chỗ hòm drop kia, mình xem có giáp 2 của ông kia vứt lại không. Giáp 2 mình hư hết rồi. Ui, ui, ui. Đâu ra cái tên này vậy? Đậu xanh. Ui, chết luôn kìa. Bằng thanh niên yếu máu không chịu bơm lại cứ thích khều. Lại MK14. À đây, giáp 3 này. Ui, giáp 3 hư rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi, vẫn nhặt đi. Giáp 2 mình cũng hư. Chẳng khác gì nhau. Bây giờ không... Bây giờ mà giáp hư như này hơi là hơi căng đấy. À, có một tên nhìn mình này. Này thì ngõ này rồi, còn một tên cuối nữa thôi. Đã vậy tìm tên cuối chơi luôn anh em ạ, không cần giáp nữa. Hình như là sau hòn đá này hay sao ấy, nếu như mình đoán không nhầm. Check nãy giờ rồi vẫn chưa thấy cơ. Top 1 luôn không? Không có rồi. Vậy tên này đâu ta? À, hình như đây hay sao này. Đúng rồi. Vâng, đang còn núp sau hòn đá luôn. Đang còn bò. Đây đây, thấy rồi này. Lại nằm à? Tình phết. Ok, và mình đã giành được trận top 1 rồi. Bình thường, mấy cái này anh làm suốt mà. Combo up X6 vào đâu ra. Ui. Ui. Kích vậy. Combo đấy giờ đủ mẹ. Đủ mẹ. Cứu tao. Đủ mẹ. Giữ gì? Ghê thiệt. Đủ ghê. Dã man quá. Quá gắt luôn. Trời ơi. Thật luôn. Giữ gì nhá. Đấy. Rồi, sao? Không, phượng.